Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trái Chết Phàm tập 100. Trong mắt lóe lên một hàn mang trần trụi, Hoàng Vũ Tam Thiên chậm rãi nâng lên một tay, hồng hằng siết thành một nắm đấm thép, nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Trác Phàm, cái gì?" Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Tuy nói Trác Phàm là họa lớn trong lòng bọn họ, nhưng Bách Gia Tranh Minh mỗi trăm năm mới tổ chức một lần, chính là Thiên Vũ Thịnh Hội. Thế nhưng lần này Đế Vương Môn tham chiến, chẳng lẽ cũng chỉ vì một mình hắn thôi sao? Cái này có phải đem hắn nhấc lên quá cao hay không? Lạnh nhạt nhìn quét qua tất cả mọi người một vòng, nhất là ba người Nghiêm Bán Quỷ, Hoàng Thanh Thiên giống như xem thấu suy nghĩ trong lòng bọn họ, lạnh lùng lên tiếng: "Các người có phải cho rằng một mình Trác Phàm căn bản không xứng để đánh đồng cùng loại thịnh hội như Bách Gia Tranh Minh đúng không?" Mọi người khẽ giật mình, không dám đối mặt với ánh mắt sắc bén kia, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận ý nghĩ trong lòng. Đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Khinh thường bĩu môi, Hoàng Vũ Thanh Thiên cười lạnh nói: "Một lũ ngu ngốc, các ngươi sở dĩ cho rằng hắn còn không đáng để lo, bởi vì các ngươi chỉ coi hắn chỉ là một tu giả có thực lực cường hãn mà thôi. Bằng nội tình bảy nhà, sớm muộn cũng sẽ có thể thu thập được hắn. Thế nhưng nếu như ta nói, chỉ cần hắn còn sống, Lạc Gia trong vòng 10 năm liền có thể cùng bảy nhà đứng ở thế cân bằng, 20 năm sau liền có thể siêu việt Ngự Hạ Thất Thế Gia, 30 năm sau chính là gia tộc Thiên Vũ mạnh nhất, bảy nhà liên hợp cũng không thể chống đỡ. Như vậy các ngươi còn có thể cảm thấy hắn kém hơn loại trò chơi Bách Gia Tranh Minh nhàm chán này sao? Cái này làm sao có thể chứ?" Lời hắn vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. U Vũ Sơn càng là khó có thể tin, lần đầu tiên dám hỏi ngược lại Hoàng Phổ Thanh Thiên: "Đại công tử, ngài không phải là đang nói chuyện giật gân đó chứ? Nội tình ngàn năm của bảy nhà, cho dù hắn trăm năm cũng có thể so sánh được, huống chi là mấy chục năm ngắn ngủi." "Ta nói chuyện giật gân sao? Nếu có câu nói này thật sự là do ta nói, các ngươi không tin, tuy không thể tha thứ nhưng vẫn có thể lý giải. Có điều..." Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, mọi người cùng nhau nhìn chằm chằm Hoàng Phổ Thanh Thiên không nhúc nhích. Khóe miệng xẹt qua một tia khinh miệt, Hoàng Phổ Thanh Thiên tiếp tục nói: "Bất quá câu nói này lại là xuất từ miệng Lãnh Tiên Sinh. Lời hắn nói 10 câu chuẩn 10, vô địch thần toán, các ngươi sẽ còn hoài nghi sao? Cái gì thần toán tử, Lãnh Vô Thường tiên sinh tự mình khẳng định sao?" Trong đó nhất thời tất cả mọi người đều khí tức trì trệ, kinh hãi nói không ra lời. Nếu là Lãnh Vô Thường nói như vậy, 8/9/10 sẽ là không sai. Chỉ là bọn họ không hiểu, Trác Phàm tuy là một tên quái vật nhưng thật sự có loại năng lực thông thiên triệt đệ như thế được sao? Thấy bọn họ vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận, Hoàng Vũ Thanh Thiên không khỏi cười khẽ một tiếng. Lãnh tiên sinh nói, kẻ này có tài năng kinh thiên động địa, hiện tại hắn vẫn chưa thể sánh cùng thừa tướng Gia Cát Trường Phong, nhưng một khi đắc thế, chắc chắn tiền đồ vô hạn, không ai có thể ngăn cản. Cho nên trước khi lông cánh hắn đầy đủ, nhất định phải gạt bỏ, nếu không, bảy nhà tất nhiên sẽ bị tiêu diệt trong tay người này. Đáng cười chính là, ba nhà Hoa Vũ Lâu, Tiền Nông Các còn nhìn không ra manh mối bên trong, lại dám tranh anh với hổ, cùng Lạc Gia pha trộn cùng một chỗ, tường là nhất định sẽ làm ra chuyện may áo cưới cho người. Có điều Lạc Gia ngày thường vừa có hoàng thất che chở, lại có Độc Cô Chiến Thiên làm chỗ dựa, Trác Phàm làm vài việc đều thuận lợi, chúng ta không có cách nào cầm được hắn. Cơ hội duy nhất có thể quang minh chính đại động thủ đem hắn diệt trừ cũng chỉ có lệnh Bách Gia Tranh Minh này. Hoàng Thanh Thiên khẽ liếc nhìn tất cả mọi người, trong mắt lóe lên một tia sát ý băng lãnh. Cho nên trong lệnh Bách Gia Tranh Minh này, mục đích của chúng ta cũng chỉ có một, chính là cái đầu của Trác Phàm, tất cả còn lại đều không cần để ý tới. Nghe được lời này, trong lòng mọi người vô cùng lo lắng. Đây là lần đầu tiên Hoàng Thanh Thiên tiết lộ cho bọn họ mục đích chân chính của Đế Vương Môn trong lệnh Bách Gia Tranh Minh này. Thế nhưng mục tiêu này lại thực sự quá khó khăn, thậm chí so với cướp đoạt giật thần đan cùng với đối mặt linh thú khắp núi cũng còn gian nan hơn rất nhiều. Bọn họ thế nhưng là đã tận mắt nhìn thấy thần thông quỷ dị khó lường kia của Trác Phàm, trong thiên hạ chỉ sợ ngay cả cao thủ thần chiếu cảnh cũng lưu không thể bắt được anh, liền đừng càng đề cập đến bọn hắn. Đoán chừng liền xem như Hoàng Thanh Thiên chấn thiên Đế Vương Long mạnh nhất trong lục long nhất phượng, bất quá cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn quái vật kia, nhưng nếu muốn bắt giữ hắn thì tuyệt đối không thể nào. Nếu không, Hoàng Thanh Thiên đã sớm con mẹ nó động thủ rồi, cần gì phải ở đây cùng bọn họ nói nhảm chứ. "Ê, đại công tử à, chuyện tiêu diệt Trác Phàm chúng ta nên làm thế nào cho phải đây?" Vốn dĩ thời cơ tốt nhất chính là khi những người kia bị vây công ở chỗ này, Trác Phàm không thoát thân được. Thế nhưng cho dù như vậy vẫn khó có thể lưu hắn lại, sau lần này bọn họ nhất định sẽ có phòng bị, loại cơ hội này càng khó mà xuất hiện.
U Vũ Sơn nhíu mày, lắc đầu thở dài. Khẽ mỉm cười, Hoàng Vũ Thanh Thiên nhíu mày liếc nhìn hắn một cái, khinh thường nói: "Vừa nãy là thời cơ tốt nhất sao? Chỉ là một cái mồi nhử mà thôi. Hiện tại tiểu tử kia đã cắn mồi, bên trong mồi này là cất giấu độc dược, chúng ta chỉ cần đợi đến lúc hắn phát độc là được." Không khỏi sững sờ, mọi người không rõ ràng cho lắm, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Không buồn liếc nhìn bọn họ, Hoàng Vũ Thanh Thiên quay đầu nhìn về phía phương hướng đám người xuống thành rời đi, cười to. Bọn họ tuy là đào tẩu, nhưng thực ra cũng là bị giam lại. Lồng giam Lãnh Tiên Sinh tự mình thiết kế, coi như các phàm kia có gian xảo, xảo quyệt, cũng tuyệt đối không trốn thoát được. Các người cứ yên tâm đi, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lông mày nhìn không được, nhíu lại một cái, mọi người liếc nhìn nhau, trong lòng càng thêm hồ nghi, không biết trong hồ lô của Hoàng Thanh Thiên đến tục cùng là bán thuốc gì. Bất quá, nếu là bố cục do Lãnh Tiên Sinh tự mình xuất thủ, các kia hẳn là sẽ không sai. Lãnh Tiên Sinh cả đời danh xưng vô địch thần toán, chiêu số bày ra cho tới bây giờ chưa từng thất thủ. Hư Ảnh đang ẩn nấp ở một đôi bí mật gần đó, nghe được lời này lại không hề giật mình, trong lòng thầm nghĩ: Thiên Vũ thần toán tử, Lãnh Vô Thường, bốn tọa ngược lại đã sớm có nghe nói, chỉ là không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất thủ đối phó một tên tiểu bối. Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Vũ Thanh Thiên này thiên phú dị bẩm, thực lực kinh người, là có thêm Lãnh Vô Thường ở sau lưng bày mưu tính kế. Hay à, Trác Phàm mà Trác Phàm, người có biết người đang phải đối phó với hai đại cao thủ một văn một võ hay không? Nếu vì thế mà ngươi bại trận, bốn tọa là đem ngươi vứt bỏ, tự hồ có chút không công bằng. Có điều, nếu ngươi có thể thắng mà nói, vậy thì giá trị của ngươi lại càng lớn hơn. Giữa không trung, một bóng người áo đen lóe lên rồi lập tức biến mất. Mỗi lần nó lóe lên, thân thể liền xuất hiện tại nơi cách đó ngoài ngàn thước. Đợi đến khi nó lại lóe thêm một lần nữa thì bóng dáng đã biến mất. Cứ như thế, cho đến lúc thân hình người kia dừng lại, đã bồn tẩu được hơn 10 dặm, ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy phía trước chừng mấy ngàn thước có tiếng người huyên náo. Người kia liền khẽ gật đầu, biết rốt cục mình đã bắt kịp, sau đó lại lóe lên một cái biến mất không còn gì nữa. Đợi lúc nó xuất hiện lần nữa, đã rơi vào bên trong đám người. Người nào? Tạ Thiên Thương hét lớn một tiếng, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng về phía người kia nhìn qua, trong mắt liền ngưng tụ, trong đôi mắt lóe qua vẻ không vẻ vui mừng, gật đầu nói: Người rốt cục cũng trở về. Đúng vậy à, vậy ngươi còn giơ kiếm lên làm gì, còn không mau thu lại. Bất đắc dĩ trợn trừng mắt một cái, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, bật cười lắc đầu. Tạ Thiên Thương lập tức thu kiếm vào vỏ. Trác Huynh nó không sai, coi như sau này có dịp được lãnh giáo cao chiêu của Trác Huynh, cũng tuyệt không nên xảy ra sau khi mới trải qua thời khắc nguy cấp. Gương mặt bất giác co rút lại, Trác Phàm một trận bất đắc dĩ. Cái tên võ sĩ này đi chỗ nào đều không quên đọ sức cùng người một trận, may mắn là anh vẫn còn có chút lý trí, không hoàn toàn rơi vào trong điên cuồng, nếu không khó mà tránh được xảy ra đấu tranh nội bộ. Mà mọi người nhìn thấy Trác Phàm trở về liền vội vã đi tới, vẻ mặt vui mừng, dường như đã coi anh là thủ lĩnh chân chính trong lần hai phe đối chiến này. Cho dù là gia tộc phụ thuộc của ba đại thế gia cũng như thế, hoàn toàn quên chủ tử của mình đến tột cùng là ai. Bất quá chuyện này cũng khó trách, liền xem như ba đại thế gia lúc này cũng tùy ý để Trác Phàm xem như thiên lôi, sai đâu đánh đó, thì càng không nói đến các tiểu gia tộc bọn họ. Dù sao lúc trước nếu không phải Trác Phàm thay đổi càng khôn mở cho bọn họ một con đường sống mà nói, bọn họ đoán chừng đều đã chính thức toàn quân bị diệt. Một màn này tất cả mọi người đều chân thiết thiết nhìn rõ, cho nên cũng khó trách khi họ tụ tập lại đã đem anh cung phụng tựa như anh hùng cứu thế. Uy vọng của Trác Phàm trong lúc nhất thời đạt đến độ cao chưa từng có. Trác Phàm, người thụ thương sao? Lúc này Sở Quân Thành nhìn thấy trên cánh tay anh có mấy vết bầm, bất giác nhướng mày nhẹ kêu một tiếng. Tuy nàng cực lực duy trì sắc mặt lạnh nhạt, nhưng sâu trong mắt lại lộ ra nét lo lắng nồng đậm cùng đau lòng. Trác Phàm thờ ơ khoát khoát tay, tựa hồ cũng không muốn cùng nàng có quá nhiều liên lụy, vội vàng thay đổi đề tài. Không có gì, tên Hoàng Vũ Thanh Thiên này quả nhiên rất khó đối phó. À, Ngân Nhi các nàng đâu rồi, còn có linh sủng của lão tử đâu? Sắc mặt Sở Quân Thành tối sầm lại, biết anh cố ý né tránh thì cũng không nhiều lời nữa, chỉ là trong lòng có chút oán hận, thật không biết trong lòng tiểu tử này nghĩ cái gì. Tuy trước đó Đổng Thiên Bá đã đem tâm tư Trác Phàm phân tích cho nàng nghe một lần, thế nhưng dù sao cũng chỉ là Đổng Thiên Bá tự mình phân tích, Trác Phàm đến tột cùng nghĩ như thế nào thì không một ai biết được. Đây cũng là chuyện mà Sở Quân Thành lo sợ nhất trong lòng, nam nhân yêu mến nghĩ như thế nào về mình là điều mà mỗi một nữ tử lo lắng nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác,
Trác Phàm lại chỉ là biểu hiện lập lờ nước đôi, làm cho tất cả mọi người đều đoán không ra. Trác huynh, ngươi có lẽ còn không biết, đầu linh sủng kia của ngươi hùng mãnh dị thường, người sống chớ tới gần, chúng ta ai cũng không dám tiếp cận. Thế nhưng rất kỳ quái là có vẻ như nó đối với tiết tiểu thư cùng Tà Nhị công tử lại cực kỳ thân cận. Đây, ngươi nhìn xem kia. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Lâm Hoành Vân chỉ lên không trung, hướng Trác Phàm nói ra. Dương mắt nhìn xa xa, Trác Phàm bất giác chớp mắt một cái, ngơ ngác. Chỉ thấy trên 9 tầng trời có một đạo tử sắc lôi mang lóe lên, xuyên thẳng qua trong mây mù, lại đúng là tước nhi của anh, không thể nghi ngờ. Mà trên thân tước nhi là có một nam một nữ đang vui vẻ reo hò, hưng phấn không thôi, chính là hai người Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương. Nhìn bộ dáng vui sướng của hai người kia, Trác Phàm không khỏi buồn bực. Nó thân là linh thú cấp 6, Lô Văn Tước, dù nó thế nào cũng là linh thú cao cấp, làm sao lại dễ dàng thân mật cùng người xa lạ như vậy chứ? Thế nhưng rất nhanh, anh liền nghĩ rõ ràng. Trên tay Tiết Ngưng Hương cùng Tạ Thiên Dương đều có lô linh giới do chính anh tự mình luyện chế, mà vật này lại được luyện chế ra từ thân thể mẫu thân Tước Nhi, phía trên tự nhiên có mùi vị của mẫu thân đó. Như vậy, Tước Nhi cùng hai bọn họ thân cận cũng không có gì kỳ quái. Bật cười lắc đầu, Trác Phàm khẽ thở dài, đại khái, đây chính là duyên phận. Mọi người chung quanh sững sờ, không rõ ràng cho lắm, mà Tước Nhi ở trên không trung, tựa hồ cũng phát hiện được bóng dáng Trác Phàm, không khỏi cao hứng bừng bừng, hót ra một tiếng, bay về phía Trác Phàm. Tiên Hương thấy vậy, hai mắt lập tức sáng lên, hướng về Trác Phàm vui mừng vẫy chào, hô to, Trác đại ca, người trở về rồi. Chỉ có Tạ Thiên Dương, khuôn mặt đang hưng phấn, liền bất giác trầm xuống, bóng đèn lại trở về rồi. Cười gật gật đầu, Trác Phàm khẽ vươn tay, đem Tước Nhi triệu hồi về bên người. Tiên Hương vội vàng nhảy xuống khỏi thân thể nó, đi đến bên người Trác Phàm, vẻ mặt vui cười kích động đỏ bừng. Trác đại ca, đầu linh thú này là hài tử của Lô Văn Tước chúng ta gặp tại Vạn Thú Sơn Mạch kia sao? Đúng vậy à, ta đã đem nó ấp ra, thế nào? Trong mắt lóe lên một tia cưng chiều, Trác Phàm vỗ cái đầu nhỏ của nàng, cười nói. Tiết Ngưng Hương liên tục gật đầu, nhìn Tiết Nhi, phảng phất như đang nhìn một vị lão bằng hữu nhiều năm không gặp, trong mắt đầy vẻ ấm áp, thật đáng yêu, quá thật rất giống mẫu thân của nó. Lời vừa nói ra, gương mặt mọi người một trận co rút lại, cho dù là Trác Phàm cũng không khỏi. Trong mọi người ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ như Tiết Ngưng Hương mới có thể nhìn thấy Tước Nhi này đáng yêu. Phàm là người chứng kiến cảnh nó dương cánh bay lượn nửa vòng, liền đem một đám cao thủ toàn bộ quan sát thành cận bã, thì đều sợ hãi đầu hung thú này, nơi nào có thể thấy nó đáng yêu cơ chứ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc, không biết nên đáp lời như thế nào. Tước Nhi hót vang một tiếng, tựa như đang hung ác trừng mắt như mọi người, phảng phất như đang nghi hoặc, chẳng lẽ ta không đáng yêu sao? Các người thật tốt nghĩ rõ ràng cho ta, nếu không... Thân thể thình lình run lên một cái, trên đầu mọi người ứa ra mồ hôi lạnh, tất cả đều trái lương tâm, gật đầu, phát ra nụ cười lấy lòng. Đến tận lúc này, Tước Nhi mới reo hò, một lần nữa hót vang một tiếng, cùng Tiết Ngưng Hương nhìn nhau cười. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nhìn về phía hai người đó, không khỏi nghĩ tới, một người một thú này bất quá mới ở chung một khắc mà thôi. Quan hệ ngược lại đã hòa hợp như thế, Tước Nhi đã coi Ngưng Nhi là nương rồi sao? Là mẹ của mình rồi sao? Vừa nghĩ đến đây, gương mặt Trác Phàm lần đầu đỏ lên. Anh là cha Tước Nhi, nếu Ngưng Nhi là mẹ của nó, vậy anh cùng Ngưng Nhi lại thành cái gì? Uy Trác Phàm à, ngươi dùng cách nào để dưỡng linh thú vậy? Thế mà có thể đem Lô Văn Tước này tạo thành quái vật giống như ngươi, hay là ngươi tặng nó cho ta đi? Đột nhiên, Tạ Thiên Dương nhìn về Trác Phàm tham lam cười nói. Lời vừa nói ra, Tạ Thiên Thương lộ ra vẻ hưng phấn, hai mắt chằm chằm nhìn Trác Phàm. Hắn cũng không phải là suy nghĩ đến chuyện có một đầu linh thú cường hãn như thế sẽ có thể mang đến cho Kiếm Hồng Phủ bọn họ chiến lực lớn cỡ nào, chẳng qua là cảm thấy cũng có một đầu linh thú cường hãn cùng hắn luyện kiếm thì thoải mái cỡ nào. Võ si vĩnh viễn là võ si. Cười lạnh, Trác Phàm bất dĩ nhíu mày nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Ai không biết. Da mặt Tạ Thiên Dương run lên một cái, lắc đầu, vậy ngươi còn nói lời vô dụng làm gì? Trác Phàm vừa trừng mắt vừa mắng to, còn mẹ nó chứ, ai sẽ đem một đầu linh sủng có khả năng trưởng thành thánh thú đưa cho ngươi chứ? Đây không phải là đầu óc chập mạch hay sao? Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ nhún vai, thì thào lên tiếng, tùy tiện nói một chút mà thôi, ngươi còn coi là thật. Chỉ là ánh mắt hắn nhìn về phía Tước Nhi vẫn còn có một chút cảm giác ước ao ghen tị, bởi vì đầu linh sủng này thật sự quá con mẹ nó nghịch thiên. Tựa hồ như Trác Phàm chỉ cần mang theo đầu linh sủng bên người cũng để nó vượt qua Kiếm Hồng Phủ bọn họ 10 con phố.
suy xét thêm chuyện Tiết Ngân Hương yêu thích Tước Nhi kia như vậy, cảm giác trong lòng Tạ Duy Dương càng thêm khó chịu, chỉ là tất cả đều không có người nào chú ý đến. Mọi người chỉ đang đơn giản trò chuyện về tình cảnh khó khăn ngày sau sắp phải đối mặt. Trác Huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Lăng Hoành Vân nhíu mày hỏi. Hít thật sâu một hơi, Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày thì thả lên tiếng. Việc cấp bách bây giờ chính là mau chóng tìm tới trận môn cùng chìa khóa, cấp tốc thoát thân. Còn giật thần đan không cần phải ý tới, dù sao mệnh mới là trọng yếu nhất, hoặc để một mình ta đi tìm là được. Nghe được lời này, mọi người đầu tiên là trì trệ, tiếp đó chính là bất đắc dĩ thở dài, cúi thấp đầu. Tuy Trác Phàm không nói rõ, nhưng bọn họ hiểu được, bọn họ ở chỗ này chỉ sẽ trở thành gánh nặng cho Trác Phàm. Thậm chí lấy tình cảnh trận đại chiến vừa rồi, có thể thấy nếu không có bọn họ, một mình Trác Phàm có thể đi lại tự do, không ai có thể làm gì được anh. Thế nên tuy trong lòng mọi người bi thương, nhưng cũng biết lời nói đó của Trác Phàm là thật. Trong loại tình huống này, với chiến lược của bọn họ còn không bằng không có. Quá thật, nếu bây giờ bọn họ nhanh chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này, so với chiến cùng bọn Hoàng Vũ Thanh Thiên một trận càng thêm có lợi. Tất cả mọi người trầm mặc không nói gì, Trác Phàm cũng không nói, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn bọn họ. Rốt cục Tạ Thiên Thương thở dài, trong mắt mặc dù có chút không cam lòng nhưng vẫn tiếp nhận nói ra. Cho dù ta còn muốn tái chiến tiếp, nhưng Trác Huynh nói đúng, lấy thực lực của chúng ta bây giờ vẫn là nhanh chóng rút lui thì tốt hơn. Lăng Hoành Vân, đem món đồ kia lấy ra đi, chúng ta cùng Trác Huynh tính toán một trận, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Khẽ nhíu mày, Trác Phàm lộ ra vẻ mệt nghi hoặc nhìn về phía mọi người, chẳng lẽ nói bọn họ còn cất giấu bí mật vũ khí gì sao? Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, trong tay Lăng Hoành Vân lấy lên ánh sáng, lấy ra một tấm tơ lụa đưa tới, thở dài. Lăng Hoành Vân ta chỉ là kẻ thích tận hưởng lạc thú trước mắt, đối với lần bắt cha tranh minh này không có cố chấp như Tạ Huynh, nhưng cứ như vậy mà xám xịt trở về vẫn là không thể cam lòng à. Lý hắn một cái thật sâu, Trác Phàm tiếp nhận tấm tơ lụa kia, mở ra xem, trong mắt không nhịn được mà ngưng tụ kinh hô nói: bản đồ phân bố trận môn Thú Vương Sơn sao? Chỉ thấy đó chính xác là một trương địa đồ, trên đó vẽ năm địa điểm rời rạc cùng ghi chú vị trí phân bố trận môn ngũ hành. Hiện tại bọn họ đã có hai chìa khóa âm dương kim hình trận môn, chỉ cần đi đến trước trận môn liền có thể thông qua truyền tống trận trở về Vân Long Thành. Bất giác đột nhiên ngẩng đầu lên, Trác Phàm nhìn chằm chằm mọi người cả kinh nói: thứ này các ngươi lấy được từ đâu, tin được không? Lý nhìn nhau, mọi người nhìn ngược về phía Trác Phàm. Lăng Hoành Vân một vẻ mặt nghiêm túc đạm mạc lên tiếng: đây cũng là chuyện chúng ta muốn thương lượng với ngươi. Dẫn tới sau một tiếng hét tới, mấy cao thủ thiên huyền liền áp tải hai người tới trước mặt mọi người. Hai người kia đã bị dọa đến run rẩy, không dám ngẩng đầu. Thế nhưng vừa theo ngoại hình mà nói, Trác Phàm liền nhận ra bọn họ. Bất giác mặt hiện lên vẻ quá dị, kêu lên: làm sao lại là các ngươi? Sắc mặt đau khổ, hai người kia cầm như hến, lại chỉ một mực run rẩy nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Thái Hữu Đình, Tôn Vũ Phi, không phải để các ngươi chạy trở về nhà rồi sao? Tại sao lại còn xuất hiện ở đây, còn làm tù binh chứ? Trác Phàm liếc mắt nhìn hai người đang quỳ rạp trên đất, bất giác xì cười ra tiếng. Hai người kia nhìn xem lẫn nhau, chỉ muốn khóc lên, một mực cúi đầu giữ im lặng, không dám liếc nhìn Trác Phàm một chút. Lăng Hoành Vân sững sờ nhìn về phía Trác Phàm: Trác Huynh, người biết bọn họ sao? Đã từng là phản đồ của Lạc gia, nể tình lão tử hắn, từng là trưởng lão của Lạc gia, cùng lão gia chủ còn có một chút quan hệ cá nhân. Vân Hải tiểu tử kia thiện tâm liền tha bọn họ một lần. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai. Sau đó có chút kỳ quái nói ra: đúng rồi, các ngươi làm sao lại bắt được bọn họ chứ? Ta sao không giết đi, còn áp tải theo làm gì, cho phí người phí sức chứ? Hít thở sâu một cái, Lăng Hoành Vân nghiêm sắc mặt, thản nhiên nói: thật không dám giấu giếm, bọn họ là sau khi chúng ta chạy ra khỏi gần huyết sát không lâu thì gặp phải, vốn không định khách khí với bọn họ, thế nhưng lại tìm ra tấm bản đồ phân bố này trên người bọn họ, còn có hai chìa khóa cùng một bình dịch thần đan. Thế mà anh còn chưa đến hết, Lăng Quỳ đã vội vàng ho một tiếng, gương mặt có chút mất tự nhiên. Lần này Lăng Hoành Vân dường như mới lấy lại tinh thần, nói với Trác Phàm lai lịch hai người này, chỉ cần nói rõ ràng chuyện về bản đồ phân bố cùng hai chiếc chìa khóa là được rồi, làm gì còn lắm mồm như vậy, nó cái gì dịch thần đan nữa chứ. Quả nhiên sau khi Trác Phàm nghe đến ba chữ dịch thần đan, hai mắt bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lóa, đưa tay hướng Lăng Hoành Vân nhíu như mày: Long Huynh, bình đan dược kia đâu? Ấy, đó là chúng ta tìm ra được à? Ta biết, thế nhưng để ở chỗ ta không phải là an toàn hơn sao? Trác Phàm lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, làm như là chuyện đương nhiên nói ra.
Nếu bạn nhất ngươi bị Hoàng Phủ Thanh Thiên bắt đi, giờ thần đan rơi vào trong tay hắn, không phải càng hỏng bét sao? Vì lợi ích của mọi người, không thể bởi vì một mình ngươi mà hủy à, đúng không? Trác Phàm nói năng hiên ngang lẫm liệt, còn lấy lợi ích tập thể ném ra ngoài. Long Hành Vân bất dĩ ngậm nước mắt đem bình đan dược kia đưa cho Trác Phàm. Hắn nhưng là còn trông cậy vào viên giật thần đan này để đột phá thần chiếu cảnh. Thế nhưng mà hay là bánh bao như thịt chó, đã đi là không thể trở về. Nghĩ tới đây, Long Hành Vân hận không thể hung ác cho chính mình hai cái vả miệng. Cái miệng này sao lại hèn như vậy chứ, lời không nên nói ra vậy mà cũng để lọt ra miệng ngoài miệng. Đám Tạ Thiên Dương cùng Long Quỳ đều hiểu tính cách Trác Phàm, cùng là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài không thôi. Thứ này phàm là vừa rơi vào trong túi Trác Phàm, ngươi còn muốn trở về sao? Sớm đi tắm rửa rồi đi ngủ đi. Vừa lòng đẹp ý đem bình đánh dược kia cất vào giới chỉ, Trác Phàm là nhìn về phía Long Hành Vân đang đầy ủy khuất, vẻ mặt vừa lòng thỏa ý. Giờ khắc này anh đã thu thập được 3 viên và dập thần đan, chỉ còn lại 1 viên sau cùng, anh liền có thể trở thành người được lợi nhất trong lệnh bắt gia tranh minh này. Là nhìn về phía hai chiếc chìa khóa do phía Long Hành Vân đưa tới, mắt Trác Phàm lại sáng bừng lên. Hai chiếc chìa khóa này vừa vặn phù hợp với hai chiếc trong tay anh, hỏa hình trận môn cùng thổ hình trận môn đều đã mở ra cho anh. Cứ như vậy, anh tùy thời tùy khắc đều có thể mang theo chiến lợi phẩm, ngân ngang khải hoàn trở về, thắng lợi đã hướng anh vẫy chào. Trở ngại duy nhất chính là đột phá Hoàng Phủ Thanh Thiên, nửa đường ngăn cản. Thực ra, nếu chỉ một mình Hoàng Phủ Thanh Thiên mà nói, anh có thể dễ dàng vượt qua, chỉ là còn có nhiều người như vậy. Trong mắt lấy lên tinh quang, Trác Phàm liếc nhìn hai người đang quỳ gối trước bàn một chút, đạm mặt lên tiếng. Long Huynh đang lo sợ bản đồ phân bố trận môn này là cái bẫy rập đúng không? Trác Huynh cao kiến, đúng là như thế. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Long Hành Vân quét sạch vẻ suy sụp khi vừa mới rồi bị Trác Phàm cướp bóc một phen, vội vàng nói. Tuy hai người bọn họ đều nói sớm tại nửa tháng trước đã bị Hoàng Phủ Thanh Thiên phái đi tìm chìa khóa trận môn để chống trưởng khống đại cục, thế nhưng trong lòng ta luôn luôn bất an, vì sao chúng ta vừa mới phá vây lập tức đụng phải bọn họ, lại còn đưa cho chúng ta bản đồ phân bố trận môn này, càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, cho nên mới đem hai người bọn họ giam giữ chờ Trác Huynh đến đây thương thảo. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm trong lòng âm thầm gật đầu. Tuy nói Long Hành Vân ngày bình thường cả lơ phất phơ, nhưng tâm tư là cực kỳ tinh tế. Bản đồ phân bố trận môn quả thực làm cho lòng anh sinh nghi vô cùng. Thế nhưng đối với đã nhóm người bại trận bỏ trốn bọn họ lại còn có sức hấp dẫn vô cùng lớn, khả năng đây là bẫy rập quả thực phải chính hơn 90%. Nhưng không thể không nói, đừng nói là 90%, coi như khả năng là bẫy rập đến 99% cũng đáng để bọn họ đi mạo hiểm một phen chạy thoát. Cái mồi nhữ này thật rất lớn à. Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt hiếp lại, nhìn ngược về phía hai người Thái Hiếu Đình, lạnh lùng nói. Hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, ta hỏi gì đều phải thành thật trả lời cho ta. Phàm là có một chút không thành thật, để La Tử phát hiện. Để lúc đó, các ngươi có muốn chết, đoán chừng cũng là một loại nguyện vọng rất xa xỉ đó. Thân thể bỗng nhiên run rẩy, hai người liếc nhìn nhau, đều méo miệng gật gật đầu, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hai lần gật đầu, Trác Phàm liền nói. Hai người các ngươi có phải là do Hoàng Phủ Thanh Thiên phái tới đây ở chỗ này chờ chúng ta hay không? Không không, không phải. Chúng ta đã nói qua là sau khi chúng ta dò xét trận môn trở về, vừa vặn đụng phải các ngươi, không phải có ý đến lừa gạt các ngươi. Thái Hữu Đình vội vàng nói. Trác Phàm chăm chú nhìn ánh mắt hắn, thấy hắn tuy bối rối nhưng thần quang là kiên định, không giống nói dối, liền gật đầu tiếp tục nói. Năm đạo trận môn này là hai người các ngươi tìm được rồi vẽ thành bản đồ sao? Không, trận môn phân bố cực lớn, lấy lực lượng hai người chúng ta làm sao thể tìm được toàn bộ chứ? Thái Hữu Đình vội vã lắc đầu, sợ Trác Phàm chê hắn trả lời không tích cực, lại muốn trừng phạt hắn, liền vội vàng nói: Chúng ta hết thảy phái ra 5 đội nhân mã, phân ra 5 khu vực tìm kiếm, dùng ngọc giản truyền tin, sau đó hai người chúng ta chịu trách nhiệm vẽ thành bản đồ giao nộp lên. Hai chiếc chìa khóa cùng đan dược này là hai người chúng ta tìm được, bất quá chúng ta vốn là tìm được 2 viên, là có một vị viên bị một vị cao thủ thiên huyền cướp đi, tranh công chúng ta chỉ trộm giấu một viên, cuối cùng thì bị các ngươi cướp đi. Trong lòng Thái Hữu Đình tựa hồ có chút bi thương, nói xong lời cuối cùng liền có chút cảm giác hiu quạnh. Bọn họ làm sao lại xui xẻo như vậy chứ, vốn là tìm được 2 viên và thần đan là cơ hội lập đập cỡ đại công, thế nhưng nửa đường cường giả thiên huyền vốn cùng bọn họ đi dò xét lại lấy mạnh hiếp yếu, cứng rắn đoạt một viên thuốc của bọn họ trộm giấu một viên, vốn là còn cơ hội lập công, nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải đám người này lại trở thành tù binh.
Cái này đừng nói là lập công, cái đầu này có thể giữ được hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hai người càng thêm đau khổ, sắc mặt càng thêm u ám. Trác Phàm nhìn hai người bọn họ chậm chậm bất động, hơi gật đầu. Long Hành Vân thấy vậy vội vàng nói, Trác Quân, như thế nào, đây là một cái bẫy rập đúng không? Dù nói thế nào, bọn họ cũng từng là người Lạc gia, ta cũng có chút hiểu biết về bọn họ, bọn họ không có vẻ giống như nói dối. Tinh quang trong mắt Trác Phàm nhấp nháy, đạm mạc lên tiếng. Long Hành Vân vui vẻ, cùng liếc nhìn nhau, tất cả mọi người đều vui mừng, thậm chí còn mang theo từng tia cảm giác hưng phấn. Bởi vì nếu là như thế, bản vẽ này 8/9/10 cũng là thật, bọn họ có hy vọng chạy thoát rồi. Thế nhưng là Trác Phàm lại khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, có lẽ địa đồ này vẫn là giả. Cái gì? Mọi người khẽ giật giật mình, không rõ ràng cho lắm. Khóe miệng sẽ có một nụ cười thần bí, hai con người Trác Phàm hơi nhíu lại, trong mắt chớp động nơi ánh sáng thâm thúy. Cho dù bọn họ không nói dối, cũng không có nghĩa là Hoàng Thanh Thiên không nói dối bọn họ. Trong mắt hơi có rút lại, mọi người đều không khỏi sững sờ, nhìn nụ cười quý dị trên mặt Trác Phàm, mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Nói như vậy, cái địa đồ này đến tột cùng có thể tin tưởng được hay không đây? Ở một bên khác, Hoàng Thanh Thiên chỉ một bộ địa đồ giống như đúc địa đồ trong tay Trác Phàm, đã mặc lên tiếng. U Vũ Sơn, ngươi mang một đội đến trước Kim Hình Trận Môn mai phục đi. Nghiêm Bán Quỷ, ngươi mang một đội đến Hỏa Hình Trận Môn. Bốn công tử cùng Lâm Toàn Phong đến Thổ Hình Trận Môn. Đừng quên chuyện ta nói với các ngươi, người khác có thể không quan tâm, nhưng có một người nhất định phải đánh chết. Hắn phải chết thật thảm, hết sức thảm. Không khỏi sững sờ, ba người liếc nhìn nhau, vẫn còn có chút bất an. Đại công tử à, ý tứ quốc này khi nãy chúng ta đã nghe rõ, thế nhưng muốn giết một người như vậy, làm sao có thể khiến một tên quái vật như Trác Phàm thúc thủ chịu trói được chứ? U Vũ Sơn nhíu mày, thì thào lên tiếng. Chúng ta đem vị trí trận môn cùng chìa khóa đều đưa cho bọn họ, còn bồi thêm một viên dịch thần đan, bọn họ đảo mắt liền có thể chạy, còn không bằng cho bọn họ địa đồ giả, lúc đó chúng ta vẫn có thể mai phục giết bọn họ trở tay không kịp. Khóe miệng lộ ra một nụ cười tà dị, Hoàng Thanh Thiên xì cười ra tiếng. Đần độn, Trác Phàm âm hiểm xảo trá, khôn khéo hơn người, đưa địa đồ giả cho hắn, làm sao thể giấu giếm được hai mắt của hắn chứ? Thế nhưng người này trời sinh tính đa nghi, coi như cho hắn thật, hắn sẽ tin sao? Khẽ nhíu mày, trong mắt như mắng quỷ đầy vẻ lo lắng.